Tuyệt vời, xin cảm ơn tất cả các chị. Kính thưa quý vị, nhà sáng tác Dương Đức Nghiêm diễn tả cảm xúc người con quê hương với niềm vui chào đón ngày hội làng. Ôi điệu chèo say đắm lòng tôi, sân đình đông đúc mọi người ra xem, từ cụ già tới các em hân hoan phấn khởi trong đêm hội làng qua giọng ca mượt mà của chị Thúy Hường dành tặng quý vị ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng nhân dân nổ một tràng pháo tay giòn giã để chào đón ca sĩ tài năng của chúng ta ạ.